Hai cô gái nhà em này, hai cô gái đang ngồi nghe nhạc ấy. Một cô 87, một cô 94, 95. U40 hơn rồi, đâu phải ai cũng còn bà nội bà ngoại đâu. Cái chụp ảnh hai cụ đấy. Chụp nhanh lắm, thế bà cứ làm đi. Xong rồi. Cố mà làm như Xuân Lợi, chị chào em. Việt Đoàn, chào em. Bà đừng vắt chéo hai chân lên nhau, máu nó không tuần hoàn được. Cố lên. Cố lên. Bà cố lên. Cố lên. Ngã lưng ra, bà ngã lưng ra, ngã được mà. Ngã lưng được. Ngã nghiêng mấy chỗ đấy. Bà cứ ngã lưng ra tí con ra con đỡ. Được cái là hai cô gái này quý nhau lắm, chơi nhau không cãi nhau. Cố lên, cố lên. Có à, bà cứ ngã ra. Trời, thì xuống cái đầu quá lên cái kia. Mối kéo lên rồi.